Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Ngọt Ngào. Hôm nay, mình muốn bắt đầu bằng một câu hỏi đầy suy ngẫm. Các bạn đã từng gặp phải một thử thách tưởng chừng không thể vượt qua chưa? Nếu có, thì các bạn không hề đơn độc đâu. Thử thách là một phần tự nhiên của cuộc sống và chính cách chúng ta vượt qua chúng mới thực sự định hình con người chúng ta. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chủ đề vượt qua thử thách và làm thế nào nó có thể trở thành nguồn cảm hứng cho mỗi chúng ta. Đây là câu chuyện về sự kiên trì, quyết tâm và tinh thần không ngừng vươn lên của con người, vượt qua mọi trở ngại trên con đường của mình. Hãy để mình kể cho các bạn nghe về một thử thách thực sự mà một người đã trải qua, một câu chuyện đầy cảm hứng về sức mạnh của sự kiên trì. Hãy tưởng tượng về một cô gái trẻ tên là Sarah, người được chẩn đoán mắc phải một căn bệnh hiếm gặp đe dọa làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cô. Những thử thách mà Sarah phải đối mặt dường như không thể vượt qua, nhưng cô không để chúng định nghĩa mình. Hành trình của Sarah để vượt qua căn bệnh không hề dễ dàng. Cô đã phải tập hợp tất cả sức mạnh và lòng dũng cảm để đối mặt với mỗi ngày bằng một tinh thần lạc quan. Với sự ủng hộ không ngừng của gia đình và bạn bè, Sarah đã tìm kiếm những phương pháp điều trị y tế tốt nhất, áp dụng những thay đổi lối sống lành mạnh và nuôi dưỡng một niềm hy vọng mạnh mẽ để tiếp tục tiến bước. Cô đã học cách biến những khó khăn thành động lực, mỗi ngày cô đều nhắc nhở bản thân rằng mình có thể làm được. Và rồi, một ngày kia, một bước đột phá đã xảy ra. Sarah nhận được tin từ các bác sĩ rằng tình trạng của cô đang cải thiện. Đó là một khoảnh khắc quan trọng, khẳng định tất cả sự nỗ lực và quyết tâm của cô. Sự kiên cường và ý chí mạnh mẽ mà Sarah thể hiện suốt hành trình thật sự đáng kinh ngạc. Cô đã chứng minh rằng không có gì là không thể nếu chúng ta kiên trì và không ngừng nỗ lực. Khi chúng ta kết thúc câu chuyện đầy cảm hứng của Sarah, hãy nhớ những bài học quý giá mà chúng ta có thể rút ra. Đó là thông điệp về hy vọng, sự kiên trì và sự thật không thể phủ nhận rằng tinh thần con người có khả năng tuyệt vời để vượt qua mọi nghịch cảnh. Câu chuyện của Sarah là một ngọn đèn soi sáng cho tất cả chúng ta đang đối mặt với những thử thách riêng. Mình khuyến khích các bạn chia sẻ những câu chuyện của chính mình về việc vượt qua thử thách trong phần bình luận dưới đây. Câu chuyện của bạn có thể truyền cảm hứng cho ai đó đang trải qua thời gian khó khăn. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung truyền cảm hứng tiếp theo. Nhớ rằng, dù thử thách có đến, nhưng với tinh thần và sự ủng hộ đúng đắn, chúng ta có thể vượt qua tất cả. Hãy hành động ngay hôm nay, đừng để những khó khăn cản bước tiến của bạn. Hãy cùng nhau tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ, nơi mỗi người chúng ta đều có thể tìm thấy nguồn cảm hứng và động lực để tiến bước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Cuộc Sống Ngọt Ngào. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để chúng mình tiếp tục sản xuất những nội dung chất lượng, đầy cảm hứng. Chúng mình rất trân trọng mọi bình luận, chia sẻ và những câu chuyện của các bạn. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nơi chúng ta có thể học hỏi và truyền cảm hứng cho nhau mỗi ngày. Hãy nhớ rằng, bạn không bao giờ đơn độc trên hành trình này. Mọi thử thách đều có thể vượt qua khi chúng ta cùng nhau nỗ lực và chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video, và chúng mình rất mong đợi được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy luôn giữ vững niềm tin và tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực. Chúc các bạn một ngày thật tuyệt vời và đầy niềm vui.